Kính chào và cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trưa nay thứ hai ngày 28 tháng 10 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sạt lở bờ biển sau bão số 6. Tăng diện tích rừng ngập mặn để thích ứng với biến đổi khí hậu. Bệnh viện Trung ương Huế khai mạc lớp đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt Úc lần thứ 19. Tin chi tiết. Chiều tối ngày 27 tháng 10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phan Quý Phương đã đi kiểm tra tình hình sạt lở bờ biển khu vực giáp ranh xã Phú Thuận và thị trấn Thuận An, bờ biển Giang Hải, Vinh Hiền. Cùng đi còn có lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 2740 QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở bờ biển đoạn giáp ranh giữa xã Phú Thuận, huyện Phú Vang và phường Thuận An, thành phố Huế. Chiều dài sạt lở gần 1.000 m, trong đó sạt lở nặng 300 m. Để ngăn sạt lở, Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã xuất 2.350 m vuông vải lọc, 700 mét khối đá hộc xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển nêu trên. Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang và Ủy ban nhân dân thành phố Huế đã xuất 5.000 bao tải, 200 cừ tràm và huy động lực lượng phương tiện trên địa bàn phối hợp với cán bộ chiến sĩ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia xử lý khẩn cấp chống sạt lở bờ biển. Tuy nhiên khi bão Trà My đổ bộ vào khu vực này đã đánh tan toàn bộ hệ thống kè vừa được xây dựng, cuốn trôi một đoạn đường phục vụ du lịch ra biển. Nhiều hàng quán ven biển bị gió làm siêu vẹo. Sau bão, sóng biển liên tục đánh vào bờ, ngoằm sâu vào đất liền, uy hiếp khu dân cư ở gần đó. Qua đi kiểm tra thực tế các điểm sạt lở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương ghi nhận đánh giá cao tinh thần chủ động, sẵn sàng ứng phó thiên tai của các lực lượng, người dân nhằm hạn chế việc ảnh hưởng của nước biển xâm thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phương yêu cầu các địa phương cử cán bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến khu vực sạt lở, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền có phương án xử lý. Đồng thời tổ chức rà soát các khu vực trọng điểm xung yếu, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ đầu nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất nước biển xâm thực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Phú Vang, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc nghiên cứu có giải pháp đồng bộ tổng thể đối với việc phòng chống sạt lở, chủ động tổ chức di dời sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, kiên quyết không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm. Thưa quý vị, sạt lở bờ biển, sạt lở ven phá trong những năm qua đã làm cho tỉnh Thừa Thiên Huế mất nhiều diện tích đất tại những vùng xung yếu. Biến đổi khí hậu với biểu hiện là nước biển dâng và những đợt lũ bất thường được cho là nguyên nhân khiến cho nhiều địa phương ven biển, ven phá vẫn đang phải đối mặt với tình trạng sạt lở, sụt lún đê kè như vậy. Một trong những giải pháp hiệu quả để bảo vệ đê kè hiệu quả là trồng rừng ngập mặn. Không chỉ góp phần bảo vệ môi trường, rừng ngập mặn còn là bức tường xanh giúp người dân an toàn hơn trước những tác động của thiên tai. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Trải dài trên một diện tích mặt nước rộng hàng trăm hecta, những cây bần chua vững chãi vươn lên đã tạo một bình phong kiên cố che chắn cho hàng trăm hộ dân ở ven phá xã Quảng Lợi. Trước đây khi mùa gió về, người dân làm nghề đánh cá phải vất vả tìm chỗ để neo đậu tàu thuyền vì sợ bị sóng đánh trôi. Nhưng giờ họ có thể thoải mái để ghé thuyền sau những rặng bần chua. Mùa mưa về, nhà cửa cũng không còn bị gió thổi làm lật mái nhà. Những ý kiến phản đối trồng rừng vì sợ làm mất đi diện tích khai thác thủy sản giờ đã không còn. Mọi người đều thấy rõ những lợi ích lớn lao mà rừng ngập mặn đem lại. Khi trồng sóng đến năm 2018-19, thì khi đó cái cây nó mọc lên được rồi, thì người dân mới thấy hiệu quả. Thì trong đó là ví dụ như cả cái ao nuôi tôm là tặng được cái sóng, rồi là bên là nông nghiệp là họ trồng được là các cái đồng ruộng nó che được những cái áo bèo nó vào ở trong. Rồi hơn nữa là một cái mà đặc biệt nhất người dân ở đây là họ là hưởng về cái vấn đề là thời tiết vì về mùa mưa bão. Còn tại thôn Thủy Lập, những rặng dưa nước xanh cũng đã bắt đầu vươn cao tạo một vành đai chắn gió cho bà con nhân dân. Từ những cây con mỏng manh tưởng sẽ không sống được trước gió mưa của vùng đầm phá, giờ đây rừng dưa đã vươn lên mạnh mẽ, nhiều cây đã bắt đầu cho trái, hứa hẹn về sự sinh sôi mạnh mẽ hơn nữa cho một vùng rừng ngập mặn. Hiện tại mà nếu trồng rừng là dân rất có lợi, rất có lợi.
vì tôm cá lúc nào mà nó sinh sản là nó vô bờ, mà vô là được trong cái rừng đó bảo vệ cho hẳn hồi trước mấy của rừng đó sinh tự nhiên ngoài là người dân hồ khai thác nhỏ quá hồ bắt cũng được. Đối với các cái vùng đồng ruộng ở phía trong đê Phá Tam Giang, trước đây hàng năm vào mùa mưa lũ thường là bị bèo và các rêu rác trôi dạt vào làm ảnh hưởng đến sản xuất, thì đến nay đã có nhờ cái dải rừng này đã ngăn cản được cái rêu rác và cái bèo. Đối với các cái nguồn lợi thủy sản dưới tán rừng được sinh sôi nảy nở và là một cái bãi đẻ để cho là bà con có cái điều kiện khai thác thủy sản. Thời tiết hiện nay đang có những diễn biến bất thường. Những kịch bản về mưa lũ được tích lũy từ kinh nghiệm bao nhiêu năm qua dường như đã không còn đúng. Do đó, việc ứng phó với thiên tai, bão lũ đòi hỏi cần có nhiều phương pháp hơn, trong đó phòng vẫn là chính. Mỗi một cánh rừng ngập mặn mọc lên đồng nghĩa với việc người dân đã được bảo vệ thêm một phần trước gió bão. Đó là một vấn đề xanh quan trọng để chặn sóng bão và các cái tác động từ gió và sóng biển cũng như là sạt lở đất. Thứ hai, cái vùng rừng ngập mặn này là tạo điều kiện cho các cái loài thủy hải sản sinh sống và ở cái khu vực này. Và thứ ba là qua cái việc trong rừng ngập mặn và tạo các cái thốc đào đó, thì đã tổ chức được các cái tuyến du lịch sinh thái và bằng chèo thuyền ở các cái khu vực này thì đã nâng cao về thu nhập và hỗ trợ sinh kế cho người dân. Trong thời gian tới thì để từng bước đưa cái công tác là quản lý bảo vệ rừng đi vào nền nếp, hiện nay xã đã là xây dựng cái kế hoạch kiến nghị cấp trên là giao diện tích rừng này cho địa phương quản lý, và sau đó địa phương sẽ là cũng giao cho các chi hội tổ chức rồi hợp tác xã du lịch cộng đồng để từng bước là vừa khai thác cái hiệu quả rừng ngập mặn gắn với là mô hình phát triển du lịch cộng đồng trên Phá Tam Giang. Hiện nay trên toàn tỉnh đã có gần 300 hectare rừng ngập mặn được trồng tại các huyện Hương Trà, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc. Hầu hết các diện tích trồng đều đang phát triển tốt, dần tạo nên một vành đai chắn gió vững chãi cho người dân vùng ven phá. Một số diện tích rừng còn được trồng trên các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo nên môi trường thuận lợi cho các loài tôm cá sinh sôi. Rừng ngập mặn thực sự trở thành một món quà quý giá đối với đời sống của người dân trước mùa mưa bão. Không chỉ tại Thừa Thiên Huế mà tình trạng sạt lở ven biển vẫn đang diễn ra ngày càng trầm trọng tại nhiều địa phương trên cả nước. Bên cạnh những giải pháp mềm như trồng rừng, quy hoạch bố trí lại dân cư, thì việc đầu tư kè chắn sóng đủ sức chống chịu với thiên tai là hết sức cần thiết. Tại huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, địa bàn thường bị sạt lở đất rừng phòng hộ ven biển nặng nề do mưa bão trong nhiều năm trước và hàng trăm hộ dân phải di cư vì mất nhà, mất đất sản xuất. Trước tình hình trên, năm 2021, tỉnh đã đầu tư công trình kè chắn sóng với chiều dài 37 km và đến nay cơ bản hoàn thành, phát huy hiệu quả trong phòng chống sạt lở, ổn định cuộc sống của người dân. Xã Thuận Hòa, Vân Khánh và Vân Khánh Tây là những địa phương bị thiệt hại ảnh hưởng nhiều do sạt lở đất rừng phòng hộ trong hơn 20 năm, từ năm 1997 đến năm 2020. Trở lại khu vực từng xảy ra sạt lở nghiêm trọng vào năm 2020, cuốn đi hơn 300 hectare đất rừng phòng hộ ở xã Thuận Hòa, huyện An Minh và gặp một số người dân bị thiệt hại, mới thấy được niềm vui và ý nghĩa của công trình kè chắn sóng đối với người dân nơi đây. Bà con cho biết, hơn 2 năm qua, từ khi có kè chắn sóng, các mô hình nuôi tôm, cua, sò huyết, cũng như công việc mưu sinh và cuộc sống đều được an toàn, ổn định hơn. Trước đây có những cái mình làm ở cắm cây sào 3 thước mà mình cắm nó là nó lúc đọt, hiện nay bây giờ đó là cái bãi nó bồi lên, nó tính ra đó là trên dưới là sát ở trong nó khoảng gần 2 thước. Biện pháp tới đó cũng đề nghị ở trên đó nên đó là tiếp tục như duy trì trồng lại cái rừng cái gì đó là tận giữ được cái đất. Sống thì ổn định hơn trước rồi đó, mà xin là có trồng rừng á là cho bà con nhận khoán nuôi dưới tán rừng một thời gian, khi tới tăng vừa nuôi vừa bảo dưỡng cho cây nó lớn tốt luôn. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển thôn huyện An Minh, tuyến ven biển của huyện dài 37 km được tỉnh duyệt chủ trương đầu tư 37 km kè chắn sóng, đến nay đã hoàn thành 32 km, còn hơn 5 km từ Xẻo Quao đến Xẻo Bần sẽ được tiếp tục đầu tư trong năm 2025.
Hiện tại có hơn 2.500 hectare đất rừng phòng hộ được ngành chức năng giao khoán cho người dân tham gia trồng, bảo vệ rừng, nuôi trồng thủy sản với các mô hình nuôi tôm, sò huyết. Riêng khu vực tiếp giáp kè chắn sóng trở vào rừng phòng hộ với chiều dài hơn 500 mét là bãi trống nên người dân đề xuất nhà nước giao khoán khu vực này để trồng rừng và phát triển nuôi trồng thủy sản. Nếu mà trồng rừng được thì phải là giao khoán lại cho anh em. Là khu vực từ đâu đến đâu phải có trách nhiệm để bảo giữ lại. Đề xuất của bà con là mong muốn là giao khoán. Tuy nhiên thì ở huyện cũng đã giao khoán cái bãi bồi ven biển cho bà con từ cột mốc 500 m trở ra. Tuy nhiên đối với cái cột mốc 500 m trở vào cái kè chắn sóng thì qua đó thì huyện cũng tiếp tục là sẽ đề xuất với các ngành của tỉnh cũng như Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn xem xét để đáp ứng cái nhu cầu nguyện vọng của bà con cũng như là của phát triển sản xuất của kinh tế trên địa bàn huyện. Tỉnh Kiên Giang có chiều dài bờ biển hơn 200 km, trong đó có khoảng 90 km thường xảy ra sạt lở theo mùa, nhất là mùa mưa bão. Từ năm 2021 đến nay, tỉnh xây dựng 8 công trình kè chắn sóng với chiều dài khoảng 50 km, kinh phí hơn 1.000 tỷ đồng. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang cho biết, bên cạnh giải pháp công trình, tỉnh chủ trọng giải pháp phi công trình như giao khoán đất rừng để người dân cùng tham gia trồng, bảo vệ rừng để gây bồi tạo bãi, chống sạt lở và phát triển kinh tế dưới tán rừng phòng hộ ven biển. Tiếp tục với những thông tin kinh tế đáng chú ý, niềm tin của doanh nghiệp về triển vọng kinh tế 12 tháng tới có sự cải thiện ở tất cả các mặt phù hợp với các dữ liệu kinh tế vĩ mô. Nhìn trên được Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ đưa ra trong báo cáo gửi Thủ tướng mới đây, sau khi khảo sát gần 900 đại diện lãnh đạo doanh nghiệp. Theo dự báo từ Bộ Công Thương, xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam năm 2024 có thể đạt từ 60 đến 61 tỷ đô la Mỹ, một mức tăng trưởng đáng chú ý trong bối cảnh thị trường quốc tế biến động. Theo đại diện Bộ Công Thương, ngành nông sản đang được đẩy mạnh phát triển theo hướng gia tăng chất lượng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Việt Nam đã ký kết và thực thi nhiều hiệp định thương mại tự do FTA giúp các sản phẩm nông lâm thủy sản tiếp cận với các thị trường lớn. Trong lĩnh vực thủy sản, Việt Nam tiếp tục là một trong những nước xuất khẩu thủy sản hàng đầu với các sản phẩm chủ lực như tôm và cá tra. Việc đẩy mạnh xuất khẩu nông lâm thủy sản cũng đối mặt với một số thách thức, đặc biệt là các quy định ngày càng nghiêm ngặt về kiểm dịch và tiêu chuẩn chất lượng từ các nước nhập khẩu. Để đáp ứng yêu cầu này, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm và thủy sản đã có sự cải tiến về công nghệ và quy trình sản xuất, đảm bảo sản phẩm đạt chuẩn quốc tế và giữ vững thương hiệu Việt Nam. Thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2024 đã ghi nhận doanh thu vượt 227.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 38% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong ngành thương mại điện tử của Việt Nam. Đáng chú ý, các sản phẩm giá rẻ dưới 200.000 đồng chiếm hơn một nửa tổng doanh số, cho thấy xu hướng tiêu dùng tập trung vào các sản phẩm có giá thành hợp lý. Phân khúc sản phẩm giá rẻ này không chỉ đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế biến động, mà còn phản ánh xu hướng tiêu dùng thông minh và tiết kiệm. Sản phẩm dưới 100.000 đồng chiếm tỷ lệ lớn. Bên cạnh đó, các cửa hàng chính hãng Shop Mall trên các sàn thương mại điện tử như Shopee và TikTok Shop cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể. Trong những ngày gần đây, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đã đạt mức kịch trần 25.400 Việt Nam đồng trên 1 đô la Mỹ. Đây là mức cao nhất từ đầu năm. Thực tế cho thấy áp lực tăng tỷ giá đang hiện hữu rõ nét trong bối cảnh biến động trên thị trường quốc tế và sự gia tăng nhu cầu ngoại tệ trong nước. Trên thị trường tự do, mức giá đô la Mỹ cũng có sự gia tăng, tuy nhiên tỷ giá chính thức vẫn được duy trì trong phạm vi điều chỉnh của ngân hàng nhà nước. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh này, việc theo dõi sát sao tỷ giá và các động thái từ ngân hàng nhà nước sẽ giúp đảm bảo sự ổn định cho nền kinh tế và hỗ trợ các hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trong những tháng cuối năm. Theo báo cáo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp của các công ty chứng khoán, trong quý 4 năm 2024, áp lực đảo hàng trái phiếu doanh nghiệp tại Việt Nam đang tăng mạnh với tổng giá trị khoảng 77.000 tỷ đồng sẽ đến kỳ thanh toán. Theo đánh giá từ một số công ty chứng khoán, sự gia tăng của trái phiếu đảo hàng này là một thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Đặc biệt trong bối cảnh thị trường vốn vẫn đối diện với tình trạng thanh khoản thấp và khó khăn trong việc huy động vốn mới. Việc này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thanh toán của các công ty nếu dòng tiền không được đảm bảo, dẫn đến các hệ lụy về tài chính và ổn định hoạt động của doanh nghiệp. Đặc biệt, các công ty bất động sản là nhóm chịu tác động nhiều nhất bởi lượng trái phiếu đến hàng lớn.
trong khi thị trường bất động sản vẫn còn nhiều bất ổn. Để giảm lãi suất cho doanh nghiệp, trong bối cảnh lãi suất huy động không thể giảm thấp hơn nữa, các ngân hàng đang thực hiện tiết giảm chi phí hoạt động, tiết kiệm chống lãng phí. Văn hóa phòng chống lãng phí đang được thực hiện ở nhiều ngân hàng. Phòng giao dịch của một ngân hàng đã từ lâu, các bước giao dịch đã được rút gọn và số hóa, vì vậy sử dụng rất ít giấy tờ. Mỗi năm, số tiền tiết kiệm được là vài tỷ đồng. Nhưng quan trọng, động thái này tạo ý thức cho cán bộ trong toàn hệ thống về sự tiết kiệm. Ngay cái việc rằng là phải tiết kiệm giấy, tiết kiệm điện nước, rồi kiểu xử lý phát thải ở trong ngân hàng như thế nào, không sử dụng đồ nhựa ra làm sao, vân vân và vân vân, rồi paperless, tức là không dùng giấy để gọi là giảm phá rừng, giảm những cái ảnh hưởng đến môi trường, thì chính các ngân hàng cũng phải tự làm như vậy. Đây là ngân hàng thuộc top có chỉ số chi phí trên thu nhập CIR thấp. Chỉ số này càng thấp thì có nghĩa là mức độ vận hành của ngân hàng đạt hiệu quả cao. Để tối ưu chi phí hoạt động, ngân hàng rất chú trọng chuyển đổi số, tăng cường hiệu quả quản trị, tiết giảm chi phí hoạt động để đồng hành, chia sẻ với khách hàng. Chúng tôi luôn thực hiện một chính sách xuyên suốt từ nhiều năm nay, đó là chúng tôi phải cắt giảm chi phí. Và hiện nay thì LP Bank cũng là một trong những ngân hàng có tỷ lệ chi phí hoạt động CA thấp nhất trên toàn hệ thống. Chúng tôi sẽ thực hiện tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động trên toàn hệ thống. Và ngoài ra thì chắc chắn là ngân hàng cũng sẽ phải hy sinh một phần lợi nhuận để đồng hành cùng với các khách hàng. Để đạt được mục tiêu giữ mặt bằng lãi suất thấp hợp lý và tiếp tục giảm, thời gian qua các ngân hàng thương mại đã thực hiện cắt giảm các chi phí đầu vào về nhân sự, đẩy mạnh số hóa ngân hàng, tăng cường các sản phẩm phi tín dụng, ví dụ như thanh toán quốc tế, bảo lãnh, phí giao dịch và nghiệp vụ đầu tư. Đa dạng hóa được các cái kênh liên quan đến là tăng trưởng lợi nhuận cho ngân hàng ngoài phụ thuộc vào cái lợi nhuận từ lãi suất thuần thông thường. Đấy, thì như vậy là sẽ khiến cho ngân hàng bắt buộc phải năng động hơn, tiết giảm chi phí hơn và tăng cường các cái mảng thu từ ngoài tín dụng. Báo cáo về ngành ngân hàng mới đây cho thấy tỷ lệ chỉ số chi phí trên thu nhập của toàn ngành trong quý 2 năm 2024 ở mức 31,7%, đi ngang so với quý trước nhưng đã giảm mạnh chỉ trong 3 năm sau khi các ngân hàng đã tham gia chuyển đổi số toàn diện và cắt giảm các chi phí. Tiết kiệm, cắt giảm chi phí, chống lãng phí đang lan tỏa trong các ngân hàng từ những hành động nhỏ nhất. Sáng nay, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức khai mạc lớp đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt Úc lần thứ 19. Đây là hoạt động thường xuyên được duy trì trong 24 năm qua. Lớp phẫu thuật bàn tay Việt Úc lần thứ 19 với các chủ đề gồm cập nhật các kiến thức về phẫu thuật bàn tay, kỹ thuật khâu nối vi phẫu, phục hồi chức năng bàn tay sau phẫu thuật. Đặc biệt năm nay, kết hợp tổ chức khóa học có nội dung mới về kiến thức căn bản về nội soi khớp cổ tay. Lớp đào tạo phẫu thuật bàn tay Việt Úc lần thứ 19 sẽ diễn ra trong thời gian 5 ngày, từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11. Tham gia khóa học có các học viên là phẫu thuật viên, bác sĩ nội trú chuyên ngành ngoại khoa, các học viên sau đại học, các bác sĩ và kỹ thuật viên phục hồi chức năng đến từ các tỉnh, thành phố lớn trong cả nước. Những thông tin và kinh nghiệm có được từ lớp học này đã giúp cho các học viên nâng cao kiến thức chuyên môn, cải thiện được kỹ năng thực hành và rèn luyện khả năng tư duy trong chẩn đoán và đề xuất các phương án điều trị thích hợp, qua đó góp phần nâng cao chất lượng điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước về chuyên ngành phẫu thuật bàn tay. Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách 20 cá nhân đoạt giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024. Theo ban tổ chức, 20 nữ sinh viên nhận giải thưởng Nữ sinh Khoa học Công nghệ Việt Nam năm 2024 đều có thành tích học tập xuất sắc, có các bài báo đăng trên tạp chí, hội nghị, hội thảo uy tín trong nước và quốc tế, tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường có tính thực tiễn cao. Nhiều nữ sinh đạt giải cao các cuộc thi đổi mới sáng tạo, cuộc thi lập trình trong nước và quốc tế, được nhận các học bổng, chương trình trao đổi học tập trong và ngoài nước. Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, một số đối tượng không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 đã có một chương riêng với 4 điều khoản quy định chế độ trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, trợ cấp hưu trí là chế độ an sinh mới sẽ được áp dụng khi Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội bao gồm hai nhóm. Cụ thể, nhóm thứ nhất là công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ 3 điều kiện, đủ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.
Nhóm thứ hai là công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện 2 và 3 trong nhóm thứ nhất. Tiếp tục với những thông tin về thời tiết trong ngày tại khu vực Thừa Thiên Huế. Thừa Thiên Huế ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa rất to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ, độ ẩm từ 86 đến 96%. Thời tiết trên biển có mưa bão, gió mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão giật cấp 9, cấp 10, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Truyền thông nhà nước Iran ngày 27 tháng 10 đưa tin, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran, đại giáo chủ Ali Khamenei tuyên bố nước này sẽ xác định cách thức thể hiện sức mạnh của Tehran sau cả cuộc tấn công của Israel. Theo ông Khamenei, cách thức thể hiện sẽ do các quan chức Iran quyết định và những gì có lợi nhất cho người dân và đất nước sẽ được thực hiện. Theo ông, không nên đánh giá thấp hay phóng đại cả cuộc tấn công của Israel, đồng thời coi cả cuộc tấn công mới đây của Israel nhằm vào các mục tiêu tại ba tỉnh của Iran là một tính toán sai lầm. Cùng ngày, Bộ Tổng tham mưu, lực lượng vũ trang Iran khẳng định Tehran có quyền đáp trả hợp pháp và chính đáng cả cuộc tấn công của Israel. Tuyên bố nêu rõ, lực lượng phòng không Iran đã đánh chặn được một số lượng đáng kể tên lửa và ngăn chặn máy bay của Israel xâm nhập không phận Iran hôm 26 tháng 10. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố cuộc không kích của nước này vào Iran là chính xác và mạnh mẽ, đạt mọi mục tiêu đề ra. Theo Thủ tướng Israel, cả cuộc không kích của nước này vào Iran là nhằm trả đũa vụ tấn công ngày 1 tháng 10. Trong đó, Tehran đã phóng khoảng 200 tên lửa vào lãnh thổ Israel. Hầu hết các tên lửa này đã bị hệ thống phòng không của Israel đánh chặn. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 27 tháng 10 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải có động thái nhượng bộ để đảm bảo trả tự do cho các con tin bị giam giữ ở Gaza, đồng thời cho rằng hành động quân sự đơn thuần sẽ không đạt được mục tiêu này. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho rằng không phải mọi mục tiêu đều có thể đạt được thông qua các hoạt động quân sự. Theo ông, để thực hiện nghĩa vụ đạo đức đưa cả con tin trở về nhà, Israel cần phải có những nhượng bộ. Theo số liệu mới nhất từ phía Israel, khoảng 100 con tin vẫn đang bị giam giữ ở Gaza. Tuy nhiên, cùng ngày, Israel đã không kích các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở Liban và lực lượng Hamas ở Gaza. Theo quân đội Israel, các cuộc không kích đã khiến 70 thành viên Hezbollah thiệt mạng, đồng thời tấn công chính xác vào các nhà máy sản xuất vũ khí và kho vũ khí tại thành trì của lực lượng này ở phía nam thủ đô Beirut của Liban. Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố đã phóng rocket vào một căn cứ quân sự ở Haifa, miền bắc Israel. Các vụ tấn công trên xảy ra trong bối cảnh gần đây, Mỹ, Qatar, Ai Cập đang dẫn đầu cả cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột tại Gaza. Theo phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Tokyo, trong cuộc tổng tuyển cử đầy khó khăn, Liên minh cầm quyền ở Nhật Bản gồm Đảng Dân Chủ Tự Do LDP và Đảng Công Minh đã chính thức mất ghế đa số, chỉ giành được tổng cộng 215 trên 465 ghế tại Hạ viện, không đạt được mục tiêu 233 ghế và thấp hơn nhiều so với mức 288 ghế trong nhiệm kỳ trước. Theo kết quả kiểm phiếu cuối cùng, đảng LDP cầm quyền chỉ giành được 191 ghế, giảm mạnh tới 65 ghế so với mức 256 ghế của nhiệm kỳ trước. Đối tác là đảng Công Minh chỉ giành được 24 ghế so với 32 ghế nhiệm kỳ trước. Trong khi đó, một số đảng đối lập lại thu được kết quả tích cực sau cuộc bầu cử này. Đảng Dân Chủ Lập Hiến đối lập được đánh giá là thành công lớn khi giành tới 148 ghế, tăng thêm tới 50 ghế so với 98 ghế của nhiệm kỳ trước. Đảng Dân Chủ Vì Nhân Dân cũng gặt hái thành công đáng kể trong đợt bầu cử lần này khi tăng thêm được 11 ghế so với nhiệm kỳ trước, từ 7 ghế lên tới 28 ghế. Việc Liên minh cầm quyền mất quyền kiểm soát đa số tại Hạ viện Nhật Bản lần đầu tiên sau 15 năm có thể khiến họ buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ từ các lực lượng chính trị khác để tiếp tục nắm quyền, dù là từ những nghị sĩ độc lập hay các đảng đối lập. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo AI đang ngày càng trở nên phổ biến hơn, giới chuyên gia và học giả kêu gọi các quốc gia không nên chỉ chú trọng vào tiềm năng và cải thiện hiệu suất của AI, mà còn phải tập trung giải quyết những thách thức về mặt đạo đức và yêu cầu quản lý mà công nghệ này đặt ra. Đây là những lời kêu gọi được đưa ra trong khuôn khổ diễn đàn của Hiệp hội Những Người Đoạt Giải Thưởng Thế Giới, WLA. Được tổ chức từ ngày 25 đến 27 tháng 10 tại thành phố Thượng Hải của Trung Quốc, diễn đàn của WLA là nơi quy tụ các chuyên gia và học giả, giành được những giải thưởng danh giá của thế giới để thảo luận và trao đổi quan điểm về các vấn đề đang nổi lên trên toàn cầu hiện nay, trong đó có AI. Các đại biểu cho rằng, dù AI có rất nhiều giá trị khi ứng dụng, nhưng công nghệ này cần được quản lý một cách nghiêm ngặt.
Thậm chí nhiều chuyên gia còn kêu gọi thế giới cần có một sự đồng thuận để ứng phó với khả năng AI có thể làm trầm trọng thêm cả cuộc xung đột địa chính trị. Bên cạnh đó, một số nhà khoa học cũng nêu quan ngại về việc sử dụng AI trong cả hệ thống vũ khí, do đó cần tăng cường hợp tác trong vấn đề này. Diễn đàn WLA năm nay thu hút hơn 300 đại biểu tham gia, trong đó có 11 nhà khoa học từng đoạt giải Nobel, hơn 50 nhà khoa học danh tiếng từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng khoảng 100 nhà khoa học trẻ triển vọng. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.